Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng ra soát các giao dịch vàng có giá trị lớn, đồng thời gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15 tháng 7 2024. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục tiến hành các quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022, Nghị định số 19/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị trên báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại Điều 25, báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 của Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 về Cục Phòng chống rửa tiền trước ngày 15 tháng 7. Liên quan đến 2 ca mắc bệnh do não mô cầu và 2 ca tử vong có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm tại Bắc Cạn, Bộ Y tế đề nghị tỉnh chủ động giám sát, phát hiện sớm các ca mắc mới trong khu vực xảy ra ổ dịch. Bộ cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn chỉ đạo tổ chức triển khai tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc mới do não mô cầu tại cộng đồng trong khu vực xảy ra ổ dịch, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm, sử dụng thuốc điều trị dự phòng cho các trường hợp tiếp xúc gần và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo các nguồn tin Liban, một phụ nữ đã thiệt mạng và 14 dân thường bị thương vào đêm 13 tháng 6 trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà nằm giữa thị trấn Sanata ở miền nam Liban. Lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trước đó cùng ngày, lực lượng Hezbollah tại Liban thông báo đã phóng rocket và triển khai thiết bị bay không người lái có vũ trang tấn công 9 địa điểm quân sự của Israel, làm gia tăng tình trạng thù địch ở biên giới phía nam Liban trong ngày thứ hai liên tiếp. Đài truyền hình Al-Mara đua Hezbollah điều hành đưa tin hơn 100 quả rocket được bắn cùng lúc. Những chú mèo là thành viên không thể thiếu trong nhiều gia đình, đặc biệt ở Nhật Bản, nơi đang phải chứng kiến tình trạng dân số già hóa cùng với tỷ lệ sinh giảm mạnh. Giờ đây, nhờ trí tuệ nhân tạo AI, việc chăm sóc sức khỏe cho những chú mèo ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Ứng dụng Casmi do công ty công nghệ Carry và các nhà nghiên cứu tại Đại học Nihon phát triển đã được hơn 230.000 khách hàng sử dụng kể từ khi ra mắt năm ngoái. Bằng cách thu thập dữ liệu trên 6.000 hình ảnh của những chú mèo bị bệnh, độ chính xác của ứng dụng khi chẩn đoán bệnh ở mèo lên tới 95%. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng ứng dụng sẽ giúp chủ của những chú mèo có thêm khả năng chăm sóc thú cưng, giảm thiểu rủi ro. Đặc biệt khi với họ, chúng là những người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Hiệp hội Thức ăn Thú cưng Nhật Bản ước tính có gần 16 triệu chú cún và mèo cưng ở nước này vào năm ngoái, nhiều hơn số trẻ em dưới 15 tuổi. Hiện các trường đại học đang trong giai đoạn nước rút về công bố phương án tuyển sinh năm 2024. Trong đó, việc trường Đại học Y Hà Nội lần đầu tiên xét tuyển khối C và D thu hút sự quan tâm của thí sinh và dư luận. Năm nay, Đại học Y Hà Nội dành chỉ tiêu xét tuyển cho khối này. Biết được thông tin gần đây trường bắt đầu tuyển khối C thì em rất là vui khi mà em đã có một cái bước đầu để em có thể theo đuổi được ước mơ. Không chỉ khối C mà năm nay thí sinh khối D cũng có cơ hội vào trường Đại học Y Hà Nội với ngành y tế công cộng. Niềm vui khi cơ hội xét tuyển đại học tăng lên, nhất là với trường mà nhiều thí sinh mong ước. Đối với bác sĩ tâm lý thì chúng ta còn thiếu rất nhiều. Giờ thì ngành y đã quan tâm tới vấn đề bác sĩ tâm lý và tổ chức tuyển trực tiếp và đào tạo tại trường Đại học Y. Thì đây là cái cơ hội rất tốt cho học sinh mà thi khối C. Theo đề án, năm 2024, trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh hơn 1.700 chỉ tiêu cho 17 ngành. Trong đó có 3 ngành mới, tâm lý học 60 chỉ tiêu, hộ sinh 50 chỉ tiêu và kỹ thuật phục hình răng 50 chỉ tiêu. Thay vì chỉ tuyển bằng tổng hợp truyền thống B00, toán, hóa học, sinh học, thì năm nay khối D01 và C00 được đưa thêm vào để xét tuyển cho 2 ngành y tế công cộng và tâm lý học. Khi xây dựng chương trình này, cũng là rà soát, đối chiếu và so sánh các chương trình đào tạo ngành tâm lý học đã được kiểm định và cái chương trình tâm lý học quốc tế của các trường trong khu vực. Thì chúng tôi xác định là cả nội dung của kiến thức của 3 cái tổ hợp trên là phù hợp với để đào tạo của cái ngành này. Và cuối cùng là cái tăng cường cái khả năng tiếp cận của học sinh trung học phổ thông đối với các ngành đào tạo của nhà trường. Thực tế, do chưa có ngành đào tạo về tâm lý y học nên nhiều sinh viên có nhu cầu đã phải ra nước ngoài để học tập. Vì thế, việc mở rộng khối ngành này đã giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của thí sinh, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực tâm lý cho ngành y của Việt Nam trong tương lai. Thưa quý vị,
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có tờ trình đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Thái Nguyên quản lý năm học 2024-2025. Đây là một chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thu hút được sự quan tâm của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trường Mầm non Thần Sa, huyện Võ Nhai hiện có 10 lớp, nhóm lớp với gần 150 trẻ đang học tại 5 điểm trường. Toàn trường có đến trên 95% học sinh là người dân tộc thiểu số. Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đóng học phí, hỗ trợ chi phí học tập và ăn trưa, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân có điều kiện kinh tế khó khăn cần được hỗ trợ để đưa con đến trường. Vì vậy, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh có tờ trình đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết về hỗ trợ tiền học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã giúp các phụ huynh tháo gỡ khó khăn và tăng tỷ lệ đưa trẻ đến trường. Nghe được thông tin như vậy thì nhà trường cũng rất là vui mừng vì là có những cái chế độ chính sách đối với học sinh, đặc biệt là học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Vì ở trong này thì các con rất là nhiều khó khăn luôn. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn là trên 50%. Vợ chồng thì cũng ở nhà làm ruộng nông thì cũng không có cái thu nhập gì ổn định cả. Thì nhiều lúc cũng rất khó khăn. Tôi thì còn ở một cháu thì còn được. Nhưng có gia đình người ta có 2 trẻ, 3 trẻ thì thật sự là cũng rất chi là khó khăn ạ. Thật sự tỉnh hỗ trợ vậy cũng thật sự là rất chi là tốt và thật sự là để cho các con em nó đến trường được ăn được học thì nó đúng lứa tuổi mà thật là đầy đủ. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trẻ mầm non đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ được hưởng hỗ trợ 100% học phí theo các mức thu đã được quy định. Thời gian hỗ trợ được tính theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục, nhưng tối đa không quá 9 tháng trên một năm học. Thời gian thực hiện trong năm học 2024-2025, khi nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, năm học tới đây, toàn tỉnh sẽ có gần 80.000 trẻ em mầm non không phải đóng học phí, với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ trên 40 tỷ đồng. Mặt bằng chung thì nhiều cha mẹ học sinh còn có khó khăn trong cái việc đóng các cái học phí cũng như là các cái khoản phục vụ cho việc học tập của con em mình. Thì tôi nhận thấy là với cái chính sách dự kiến tới đây như vậy thì là một cái thông tin vô cùng là vui và tốt đẹp đối với lại cha mẹ học sinh cũng như là các cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Bởi vì cái việc này sẽ giúp tạo điều kiện tốt hơn để cha mẹ học sinh có thể đưa con đến trường. Cái điều này cũng sẽ góp phần để nâng cái tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Tôi nghĩ là đây là chủ trương nhận được sự ủng hộ từ dư luận xã hội, nhất là các bậc cha mẹ học sinh, bởi vì gia đình nào cũng có con cháu đi học. Tôi cũng hy vọng rằng là chính sách này sớm được thực thi. Cùng với việc ban hành một loạt các chính sách chủ trương về hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục hay hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ học phí đối với trẻ em nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, thì việc Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết về hỗ trợ tiền đóng học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025 sẽ góp phần tăng tỷ lệ trẻ nhà trẻ và trẻ mầm non ra lớp, đồng thời từng bước hoàn thành các chỉ tiêu của cấp học mầm non trong chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Đây là chính sách riêng của tỉnh Thái Nguyên. Thế còn lộ trình của học phí theo nghị định 81 ấy, thì năm học 2024-2025 này thì chính phủ thì miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi. Theo đó chúng tôi đã phối hợp với các sở ngành để tính toán để tham mưu cho Ủy ban tỉnh và chính quyền tỉnh đảm bảo được cái nguồn kinh phí hỗ trợ cho cái chính sách này. Trong bối cảnh tỉnh Thái Nguyên vừa mới đảm bảo tự cân đối thu chi trong năm 2023, việc hỗ trợ học phí đối với bậc học mầm non thể hiện quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và các chính sách nhân văn của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong việc chia sẻ khó khăn với người dân, cùng chăm lo và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đây cũng sẽ là nội dung được thảo luận quyết nghị tại kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây.